Hello hello, xin chào mọi người. Hôm nay Trang làm lòng nướng đầu hành. Trời ơi, phải nói là cái món này nó ngon xuất sắc luôn á. Trời lạnh ăn món này nướng lên nóng nóng ăn đã dễ sợ luôn. Trang mua một gói như thế này là được 4 lạng nè. Có giá phải là 240 ngàn tiền Việt mình á. Trời ơi, mớ lòng này hả, bằng một con gà luôn á mọi người. Bây giờ Trang sẽ đi rửa giấm với là muối nha. Rửa phải cả chục nước lại cho nó sạch. Rửa sạch sẽ hết lộn cái ruột ra rồi để lại như cũ. Sau đó thì nhét cái đầu hành vô như thế này nè. Bắt đầu vô ướp nha. Trang ướp tương ớt nè, sa tế, một xíu siêu đường, dầu hào, rồi ớt thiệt là cay, nhiều ớt vô càng cay càng ngon nha, rồi xíu tiêu, rồi xíu mật ong nữa, thế là xong rồi. Bắt đầu mình bóp nè, mình bóp nhiều lên, mình bóp cho nó thấm gia vị, thấm vô bên trong cái ruột luôn nha. Ướp xong Trang để 2 tiếng cho nó thấm gia vị, bắt đầu cho vô nướng nè, cái này mà có lò than nướng là ngon khỏi phải chê luôn. Nướng xong rồi á, là Trang lật qua cho nó đều hai mặt. Đó, bây giờ là xong xuôi rồi nè, nó thơm lận luôn mọi người. Phải nói là cái sa tế xả hành tỏi á, nó thơm lắm, Trang ướp rất là nhiều. Bây giờ là phải nói là cái mồ hôi lưỡi nó tứa ra rầm rầm rồi đó. Quá là hấp dẫn luôn. Trong cái sa tế thì nó có sẵn dầu ăn rồi nên Trang không có cho dầu ăn. Nếu mọi người không ướp sa tế thì nhớ cho dầu ăn vô cho cái miếng lòng nó khỏi khô nha. Ôi ngon và hấp dẫn quá, không thể chần chừ thêm một phút nào nữa. Trang thưởng thức cái món lòng của Trang đây. Trang mời mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.